chương trình, bởi vì sau đây sẽ còn rất rất nhiều những tiết mục hay nữa đến từ DJ Jack Blues đến từ 1900. Một tràng tay thật lớn nữa không ạ? Jack Blues cho mọi người một bài nhạc đi em. Come on. Make some fucking noise for DJ Jack Blues. Thank you, bro. Thank you. My check. Lần đây lần này là lần đầu tiên mình đến Rapha, nhưng mà nghe nói dân Việt Nam mình ở Rapha rất là trời, đúng không ạ? Đúng không ạ? Nếu đúng thì đêm nay mọi người hãy cho cái Lu thấy mọi người chơi như thế nào để cái Lu về Việt Nam, cái Lu thầy kể cho tất cả mọi người nghe là chưa có ở đâu ở trên đất nước châu Âu này mà dân Việt Nam mình chơi như ở Rapha. Everybody